Mới đây, bé trai VT, 12 tuổi, ở Điện Biên bị thủy đậu dẫn tới nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng nhiều lần cận kề cửa tử, đã được đội ngũ y bác sĩ điều dưỡng Bệnh viện Nhi Trung ương cứu sống kỳ diệu. Theo thông tin từ Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, đầu tháng 2 năm 2024, bé VT nhập viện khoa điều trị tích cực Trung tâm Bệnh nhiệt đới trong tình trạng sốt cao liên tục, nổi nốt phỏng và nốt xuất huyết dưới da toàn thân do mắc bệnh thủy đậu. Để điều trị cho bệnh nhi, các bác sĩ đã sử dụng thuốc kháng virus và thuốc gamma globulin, thuốc đặc biệt chỉ sử dụng trong trường hợp hội chẩn và hỗ trợ hô hấp cho trẻ. Tuy nhiên, tình trạng của bệnh nhi không cải thiện, trẻ vẫn nhanh chóng diễn tiến nặng và rơi vào tình trạng suy đa tạng, nhiễm trùng huyết, tổn thương não, xuất huyết dưới da, tiểu cầu giảm thấp, trẻ phải lọc máu, thở máy và nhiều lần cận kề cửa tử. Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa, bao gồm Trung tâm Bệnh nhiệt đới, miễn dịch, dị ứng, khớp, chẩn đoán hình ảnh, huyết học, ung thư, vi sinh. Sau hội chẩn, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, cùng các bác sĩ quyết định tiếp tục cho trẻ sử dụng thuốc điều trị giảm tiểu cầu, truyền máu, đồng thời dùng thuốc kháng virus thế hệ mới cho trẻ theo ý kiến của hội đồng. Sau hơn 3 tháng điều trị, tình trạng của trẻ dần cải thiện và hồi phục. Ngày 7 tháng 5 năm 2024, bé VT được xuất viện trong niềm vui của gia đình và các y bác sĩ. Bé VT và mẹ của em đã gửi thư cảm ơn tới ban lãnh đạo bệnh viện cùng tập thể các bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Nhi Trung ương và phòng công tác xã hội cùng các nhà hảo tâm đã cùng đồng hành, sát cánh bên gia đình, giúp đỡ gia đình trong suốt hơn 3 tháng điều trị vừa qua tại bệnh viện. Trong thư, chị CT, mẹ bé VT đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ban lãnh đạo bệnh viện, các y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên trong bệnh viện, đặc biệt là các bác sĩ, điều dưỡng tại khoa điều trị tích cực, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, nhân viên phòng công tác xã hội không quản ngày đêm cứu chữa, chăm sóc, động viên giúp đỡ từ thể chất tới tinh thần cho bé VT. Kèm theo đó là lá thư tay của cậu bé 12 tuổi, với những nét chữ nguệch ngoạc những là những lời cảm ơn sâu sắc gửi tới các nhân viên y tế tại bệnh viện khi đã đưa cậu bé trở về từ cửa tử. Theo thông tin từ các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, thủy đậu là bệnh truyền nhiễm cấp tính phổ biến ở trẻ em, thường có biểu hiện là các phát ban, mụn nước, phỏng dục chứa đầy dịch mủ gây ngứa ngáy, khó chịu. Mặc dù là bệnh truyền nhiễm lành tính, không có triệu chứng nặng nề nhưng trong một số trường hợp, thủy đậu có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng huyết, viêm não, suy đa tạng, thậm chí tử vong nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời.